Nhà tỷ phú Úc kiện ông trùm báo chí, tin từ Sydney. Tỷ phú Úc, ông Clive Palmer, ngày hôm nay đã nói rằng ông có ý định sẽ kiện tờ báo The Australian của ông Rupert Murdoch. Ông Palmer cho biết là ông kiện ông Murdoch vì một bài báo đã đặt vấn đề là liệu các cử tri có nên trao thêm cho ông Palmer những quyền lực chính trị lớn hơn hay không khi mà ông này đã là một ông trùm trong ngành khai thác mỏ và là một giáo sư đại học. Ông Palmer và đảng PUP của ông ta đang tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Ông Palmer đã nói trên đài truyền hình số 7 của Úc rằng ông sẽ kiện ông Murdoch và ông này sẽ bị đưa đến Úc để trả lời những câu hỏi tại tòa án tối cao. Ông nói thêm, đã đến lúc con người này bị đưa ra tòa vì kẻ ngoại quốc này đã tìm cách điều khiển nước Úc. Ông Palmer cũng đã xuất hiện trên đài truyền hình số 9 và cáo buộc người vợ cũ của ông Murdoch là bà Wendy Deng là một điệp viên Trung Quốc. Ông nói, bà Wendy Deng đã theo dõi ông Murdoch trong nhiều năm và đem tiền về lại cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Bà ta đã được đào tạo ở miền Nam Trung Quốc. Bà ta là gián điệp của Trung Quốc, đó là lý do tại sao Murdoch đã bỏ bà ta. Và ông Murdoch muốn kiểm soát chính trị của Úc. Ông Palmer đã dự đoán rằng đảng PUP của mình sẽ giành được 10 ghế trong cuộc bầu cử vào thứ Bảy này.